Những ngày cuối năm, ai cũng hối hả trở về, lòng trào trực đón chờ khoảnh khắc đoàn viên. Và người đàn ông sau đây cũng vậy. Ông lặn lội từ miền Tây về Bình Thuận, nào ngờ giữa đường lại bị mất bóp tiền. Đường xa dịu dợi nhưng bỗng hóa gần nhờ một điều tử tế. Sáng qua 28 Tết, tức ngày 7 tháng 2, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai phát hiện người đàn ông 61 tuổi tên viết tắt là NB, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đang lang thang trên vỉa hè. Theo tổ tuần tra tới hỏi thăm, ông B cho hay mình làm phụ hồ ở miền Tây, đang trên đường về quê Bình Thuận. Trong quá trình đi xe khách lên thành phố Hồ Chí Minh thì bị mất bóp tiền, giấy tờ và phải đi bộ từ bến xe miền Tây theo quốc lộ 1 từ ngày 6 tháng 2. Ông cứ đi bộ dọc đường, gặp ai cho đi nhờ tới đâu thì hay tới đó. Trước hoàn cảnh của ông B, tổ tuần tra mua cơm, nước uống và phối hợp với xe khách của nhà xe Quang Thạch, thành phố Hồ Chí Minh đưa ông về tỉnh Bình Thuận.